Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 490. Các vị đồng học, xin xem trường hàng thần túc hành, xem từ câu thứ 5. Diệu bửu tinh tràng túc hành thần, đắc niệm niệm trung hóa hiện chủng chủng liên hoa giọng quang minh, phổ vũ chúng bửu xuất diệu âm thanh giải thoát môn. Pháp môn mà vị Bồ Tát này tu học nội dung vô cùng phong phú, có bửu, có quang, có âm thanh, cho nên Ngài mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh. Những hình tượng này vô cùng quan trọng, làm trọn được trong đời sống hiện thực của chúng ta. Quang là vẻ sáng sủa, phong độ oai nghi mà chúng ta nói. Toàn bộ những điều đã nói đều ở trong hình tượng. Âm thanh là tiếng nói chuyện, khi chúng ta tiếp xúc với người, biểu thái của chúng ta, nhất cử nhất động của chúng ta đều phải ảnh hưởng tốt cho tất cả chúng sanh. Đối với người như vậy, đối với sự cũng vậy, đối với sự tình phụ trách nghiêm chỉnh. Tóm lại là hy vọng làm cho nó có điều có lý, chỉnh tề sạch sẽ. Tất cả chúng sanh nhìn thấy, tiếp xúc được, sanh lòng tôn trọng với bạn. Nếu bản thân chúng ta bình thường áo mũ không ngay ngắn, không tu vẻ ngoài, chúng ta nói là quen thói tùy tiện, đối với mình là phương tiện. Từ xưa đến nay, văn nhân nhã sĩ có nữa đều là như vậy. Nhưng Phật không cho phép. Phật hết sức xem trọng hình tượng, xem trọng oai nghi. Đại nho Chu Hy thời nhà Tống
quá khứ. Tứ thư chính là do ông biên. Hơn 1.000 năm nay trở thành một bộ sách giáo khoa chủ yếu của Nho học. Dường như không người nào không đọc. Chú giải nhiều đến mấy trăm loại. Ông có một lần vào trong chùa tham quan, đúng lúc gặp được cơm trưa. Phật gia thường nói là qua nhà dụng trai. Nhà ăn Phật gia gọi là trai đường. Hơn 1.000 người ăn cơm ở đó. Ông đi từ bên ngoài không nghe thấy một tiếng động nào hết, cảm thấy ngôi chùa này thanh tịnh trang nghiêm, không có người. Kết quả từ trai đường bước vào có đông người đang ăn cơm lắm. Bây giờ ông cũng đứng ngay người, vô cùng cảm thán nói một câu: không ngờ được cái lễ của Tam Đại lại có thể ở trong cửa Phật. Oai nghi cảm động một vị học giả. Lòng tôn kính của ông đối với Phật Pháp tự nhiên nảy sinh. Tự sánh mình chẳng bằng. Cho nên các vị quan sát cho kỹ, bạn xem tượng Phật Bồ Tát tạo nặng, tượng Phật Bồ Tát vẽ màu, bạn thấy có tôn tượng Phật Bồ Tát nào áo mũ không ngay ngắn? Oai nghi thiếu sót không? Ngay cả A-la-hán cũng không tìm thấy. Lại nhìn xem gương mẫu của người tu hành tỳ kheo Sa Di xuất gia, hai chúng đệ tử tại gia Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di. Chúng tôi ở trong hang đá, ở Đôn Hoàng, ở Dân Cương, nhìn thấy những tạo tượng này thời xưa điêu khắc cũng đẹp, hội họa cũng đẹp. Bạn đều nhìn thấy oai nghi đầy đủ. Hình tượng quá hay. Đó đều là dạy cho chúng ta oai nghi phong độ. Chính là ở đây nói bửu quan. Trí tuệ của Ngài, đức năng của Ngài, từ bi của Ngài, sự thanh tịnh trang nghiêm của Ngài đều đi ra từ sắc tướng. Sắc tướng này hiển lộ không sót. Đó là gì? Giáo hóa chúng sanh. Hình tượng này là công cụ. Chúng ta ngày nay lơ là với điều này, lơ là thật sự. Hình tượng này kiến lập thế nào?
Thế Tôn rất từ bi, dụng tâm lương khổ. Khi sắp diệt độ, các đại đệ tử thỉnh giáo với Phật. Lão nhân gia ngài tại thị, chúng còn lấy lão nhân gia ngài làm lão sư. Nếu ngài không tại thị thì chúng còn nương ai làm lão sư? Phật nói lấy giới làm thầy, giới luật trọng oai nghi nhất. Hay nói cách khác, người xuất gia tu hành, hành là hành vi của chúng ta. Hành vi của chúng ta sai lầm thì ấn tượng không tốt cho đại chúng xã hội. Nhất định phải đem những hành vi sai lầm này sửa chữa lại, gọi là tu hành. Nương gì tu? Lấy giới làm thầy. Theo giới nào? Giới luật căn bản. 24 môn oai nghi của 10 giới sa di. Sách dạy này trước đây ở Đài Loan, chúng tôi đặc biệt in ra để lưu thông. Chúng tôi in qua giới luật toàn thư, lại từ phần thứ nhất trong giới luật toàn thư là Sa Di Luật Nghi Tăng Chú, in nhiều hơn mấy ngàn bản. Hy vọng người xuất gia chúng ta có thể thành tựu oai nghi mà Đức Thế Tôn kỳ vọng đối với chúng ta. Vậy mới có thể kiến lập đạo tràng, mới có thể nhiếp hóa chúng sanh. Chúng ta đọc rồi chưa? Tôi rất rõ ràng, thời nay kêu người học kinh giáo không khó. Mọi người còn có một chút nhiệt tâm, hoan hỷ mà học tập. Kêu bạn học giới luật thì bạn sợ. Cho nên bạn nhìn xem giảng kinh đâu cũng có, giảng giới luật thì không có. Không những giảng giới luật không có, mà ngay cả giảng thiền lâm bửu quấn đều không có luôn. Quá khứ tôi từng phát tâm giảng, nhưng không ai nghe. Thiền lâm bửu quấn tổng cộng có khoảng hơn 300 đoạn, nó đều là đoạn nhỏ. Tôi đại khái giảng qua 40 mấy đoạn, về sau phải dừng lại. Sa Di Luật Nghi giảng qua, tôi còn đặc biệt đem quyển sách này, ngay cả kinh văn, mang những lời dạy quan trọng chú giải, đặc biệt trích dẫn nó ra. Ý nghĩa chính là toàn thư bạn không có thời gian để đọc,
Những điều một quan trọng thì nhất định phải ghi nhớ. Đó là lần thứ nhất chúng tôi biên Tịnh Tông đồng học tu hành thủ tắc, in thành sách nhỏ, tiện lợi cầm theo. Chúng ta phải đặt nền tảng tự hành hóa tha từ chỗ này. Niệm niệm chẳng thể lìa khỏi. Đó là gì? Đó là Phật hành. Đời sống thường ngày của chư Phật Như Lai chính là hình tượng này. Hình tượng này xứng tánh. Kinh Hoa Nghiêm nói hay lắm. Trong vũ trụ hết thảy mọi hình tượng, trong hư không pháp giới là duy tâm sở hiện. Duy tâm sở hiện hình tượng của hữu tình chính là giới luật. Nói cho bạn, không có một mảy may tạo tác nào. Thuật ngữ của nhà Phật nói pháp nhĩ như thị. Người thế gian chúng ta nói là tự tự nhiên nhiên. Tự tự nhiên nhiên chính là như thị. Hay nói cách khác, hình tượng của chúng ta ngày nay không tự nhiên. Không phải là tự nhiên. Chúng ta làm công dạy hình tượng tự nhiên thì chính là duy thức sở hiện. Duy thức làm công dạy pháp tướng được hiện bởi duy tâm. Công dạy là sai lầm rồi. Đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới. Chúng ta ngày nay sai quá trớn rồi. Công ngược 180 độ, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, hoàn toàn không tương ứng với tánh đức tự nhiên. Biến hình tượng này thành gì? Hình tượng của tam đồ ác đạo. Chúng ta có nhìn ra không? Hình tượng của tam đồ ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, có nhìn ra từ thân mình hay không? Có nhìn ra từ trong môi trường sống hiện thực của chúng ta hay không? Quả nhiên có thể nhìn ra, đó là trí tuệ còn cứu được. Bạn chắc chắn quay đầu. Quay đầu là bờ. Nếu chính bạn còn không giác ngộ, còn cứ mãi mê hoặc, đến cuối cùng thì rắc rối của bạn lớn lắm. Tiền đồ của bạn một mảng tối đen. Bạn đi vào nẻo nào rồi? Bạn không phải nẻo Phật.
bạn đi theo nẻo quỷ, bạn đi vào nẻo địa ngục. Ngạ quỷ địa ngục súc sanh, tiền đồ đều là tối đen. Nhất là địa ngục một màu đen kịt. Loại khổ đau này trong kinh Địa Tạng nói là bất nhẫn xưng thuyết. À là hạng chứng quả rồi. Sáu loại thần thông, mắt tai mũi lưỡi thân ý đều hiển tiền rồi. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông. Túc mạng là có thể nhớ lại kiếp trước. Nhớ lại sâu xa đến bao nhiêu, Phật bảo chúng ta, họ có thể nhớ được 500 đời trước, cũng có thể biết 500 đời trở về sau. Họ có năng lực lớn như vậy đấy. Trong 500 đời quá khứ từng đọa qua địa ngục. Bây giờ khi nghĩ lại tình trạng ở trong địa ngục, trong lòng vẫn đầy kinh sợ như xưa. Thì nhắc đến chuyện này là mình đổ mồ hôi hột. Bạn nghĩ chuyện này đáng sợ biết bao. Họ đã rời khỏi địa ngục, tuyệt đối sẽ không đọa địa ngục nữa. Nghĩ đến tình hình trong địa ngục còn sợ hãi như vậy. Những người này đều là hiện thân vì chúng ta thuyết pháp. Họ đem những tình trạng được nói trong kinh Địa Tạng phô bày cho chúng ta thấy, nhắc nhở chúng ta ác nghiệp không thể tạo, hình tượng không thể hủy. Đừng cho rằng trong ngôi nhà này không có người, không người nhìn thấy thì ta tùy tiện một chút cũng không đáng gì. Bạn sai rồi. Hữu tình chúng sanh, chính pháp giới, chúng ta xưng họ là thần linh. Chúng ta cảm thấy trong nhà không có người, nhưng thần linh của chính pháp giới nhìn thấy, ngẩng đầu ba thước, có thần minh. Lời nói này đúng lắm. Đoạn sau đây, trong bài mục tiếp theo, thân chúng thần, thân chúng thần là gì? Đi theo bên cạnh chúng ta ngày đêm không rời. Chúng ta ngủ, họ cũng ở bên cạnh nhìn rõ ràng, ngày đêm không rời. Bạn cho rằng không có người biết, bạn sai rồi.
Nho gia thường khuyến khích người, dạy người phải thận độc, còn mỗi mình trong nhà phải cẩn thận, không thể tùy tiện. Giống như 10 con mắt đang nhìn, 10 bàn tay đang trò. Chủ kính tồn thành, không thể lìa trong chốc lát. Nho gia mới có thể tu đến quân tử hiền thánh. Cho nên chúng ta tóm lại là cảm thấy mình tu khá lắm. Có nghiêm chỉnh mà nghĩ ngợi, phản tỉnh kiểm điểm hay không? Công phu thành phiến có đạt được không? Đó là chúng ta nói công phu tu hành vừa mới đắc lực. Công phu đắc lực là công phu thành phiến. Công phu thành phiến là như thế nào? Trong 2 lần 6 thời, vọng tưởng ít đi, trong lòng chỉ có một câu Phật hiệu, chỉ có A-di-đà Phật. Khởi tâm động niệm, nghĩ đến thế giới cực lạc của A-di-đà Phật y chánh trang nghiêm. Cách nghĩ thế nào? Kinh niệm thuộc thì bạn sẽ nghĩ được, chính là nghĩ cảnh giới trong bản kinh. Khi chúng ta bắt đầu học tập, niệm một đoạn Như Kinh Vô Lượng Thọ, niệm một phẩm, thì bạn nghĩ cảnh giới của phẩm này. Loại phương pháp này cổ đại đức gọi là tùy văn nhập quán. Dùng phương pháp này dẹp bỏ đi vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Phương pháp hay. Trong 2 lần 6 thời, nhớ Phật chính là nghĩ y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật không chỉ là niệm thánh hiệu của A-di-đà Phật, mà cũng niệm y chánh trang nghiêm của thế giới Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật, đại nguyện đại hạnh vô lượng công đức. Niệm điều này, nghĩ điều này, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, hiển tiền đương lai tất định kiến Phật. Người này xuất sắc lắm. Phàm phu chúng ta nghĩ gì? Phàm phu nghĩ quỷ, nghĩ địa ngục, nghĩ súc sanh, thì họ đi vào 3 đường ác. Thế nào là nghĩ quỷ? Quỷ là tâm tham, tham mà không chán. Chúng ta đang ngày ngày tăng trưởng lòng tham. Ý nghĩ sang tham ngày ngày đang tăng trưởng, đó chính là nghĩ quỷ. Tâm sân hận, tâm tật đố là nghĩ địa ngục.
người này không tốt với ta, ta hận hắn, ta căm ghét hắn, ta chờ cơ hội sẽ trả đũa hắn. Ý nghĩ này là ý nghĩ của địa ngục. Ý nghĩ này càng nặng, lòng trả đũa càng mạnh mẽ, thì địa ngục đọa càng sâu, càng khổ. Ngu si thì là súc sanh, không có trí tuệ, không có năng lực, không thể phân biệt thị phi thiện ác, được mất lợi hại, toàn làm sai hết, làm điên đảo hết. Đó là nghĩ súc sanh. Cho nên các vị bình tĩnh mà nghĩ ngợi, người thế gian chúng ta ngày nay họ đang nghĩ gì? Liên Hoa Vọng Quang Minh, Chúng Bửu Diệu Âm của Thần Túc Hành đã nói, chúng ta hoàn toàn lơ là đi. Tu hành như thế sao có thể thành tựu được? Làm sao có thể tránh khỏi tam đồ ác đạo đây? Sự từ bi của Phật chỉ có thể đến đây thôi. Phật đối với tất cả chúng sanh chỉ có thể làm khai thị. Còn ngộ nhập cần người thọ giáo tự mình phát tâm. Phật không lo giúp được. Nếu Phật có thể giúp được chúng ta, lo giúp được, giúp chúng ta ngộ nhập, thì chúng ta không cần tu nữa. Đó là chỗ mà Phật không lo giúp được. Chúng ta phải hiểu, điều Phật có thể làm được, Ngài đã làm hết sức viên mãn, làm vô cùng rốt ráo. Khai thị Thích Ca Mâu Ni Phật hồi còn tại thế, mỗi ngày giảng kinh 8 tiếng, suốt 49 năm không nghỉ ngơi. Ngài tận hết trách nhiệm, Ngài làm được rất viên mãn. Ngày nay Phật mặc dù không còn, nhưng chúng ta dở kinh quyển ra, giống như đối mặt Đức Thế Tôn, đọc tụng kinh điển, nghe lời dạy của lão nhân gia Ngài, chúng ta có thể như Thần Túc Hành không? Niệm niệm trung hóa hiện. Thị hiện thanh tịnh, quang minh, diệu âm. Làm trọn mới có thể được tính, không làm trọn thì không thể tính vào. Xin xem câu thứ 6. Nhạo thổ diệu âm túc hành thần, đắc xuất sanh vô biên quang hỷ hải giải thoát môn. Chúng ta hệ thấy danh hiệu của vị Bồ Tát tu hành này thì biết vị Bồ Tát này giỏi nói, năng ngôn thiện thuyết, biện tài vô ngại. Nhạo thổ diệu âm chính là nhạo thuyết biện tài, trong vô ngại biện tài, hoan hỷ thuyết pháp. Giáo hóa chúng sanh,
Cho nên pháp môn mà Ngài tu học là xuất sanh vô biên hoan hỷ hải. Điều Ngài nói là diệu âm. Tất cả chúng sanh nghe được, có lẽ nào không sanh lòng hoan hỷ? Diệu âm gọi là gì? Tóm lại mà nói một câu là tiếng lìa khổ được vui. Bạn nghĩ ngợi xem có chúng sanh nào không hoan hỷ? Chúng sanh đều có khổ. Có thể dạy chúng ta lìa khổ được vui? Đó là điều không nghe không được. Vì vậy diệu âm cũng tức là pháp âm trong Phật pháp nói. Pháp âm tuyên lưu. Thế gian bây giờ đặc biệt cần thiết nếu ngày nay không có pháp âm, chúng ta không nghe được pháp âm, thì những điều bạn được nghe, bạn được tiếp xúc là những âm thanh gì? Yêu ma quỷ quái. Những âm thanh này là tăng trưởng phiền não của bạn. Là bồi dưỡng tập khí của bạn. Mục tiêu cuối cùng là đưa bạn đi vào tam đồ địa ngục. Chuyện mà yêu ma làm trước mắt cho bạn một chút ngọt ngào. Cho bạn một chút sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Trong nháy mắt đọa lạc vào ác đạo, làm ma. Không phải người tốt. Người tốt sẽ không hại người. Người tốt tồn tâm và lực hành chắc chắn là lợi ích chúng sanh, đâu có hại chúng sanh. Thế gian vị nào là người tốt? Nhất định phải làm từ chính mình đã. Đừng hỏi người khác. Chính ta phải học làm người tốt. Điểm này rất quan trọng. Nhất định phải làm thật. Tiêu chuẩn của nhà Phật chính là tịnh nghiệp tam phước, thập thiện nghiệp đạo. Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh. Kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung. Khai sáng của pháp đại thừa. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Chúng ta lực hành từ chỗ này. Làm trọn cụ thể.
ấy chính là giới luật. Tại gia có giới luật của tại gia, xuất gia có giới luật của xuất gia. Lấy giới làm thầy, Phật lại nói một câu: lấy khổ làm thầy. Người thời nay tại sao không thể giữ giới luật? Quá khổ đi. Hưởng thụ ngũ dục lục trần không có, phải từ bỏ đi, làm không được. Ý nghĩa của làm không được là gì? Sự hưởng thụ ngũ dục lục trần không thể buông xuống. Vậy là kim giáo còn có chút hứng thú, đề khởi giới luật thì trao mặt mày, xếp sang một bên. Mặc dù mình không dám nói điều, thị phi về giới luật này, nhưng trong lòng không cam tâm tình nguyện để học tập. Thế là không có hành trì của Phật rồi. Các vị nghĩ xem, cho dù kinh học khá lắm, giáo học khá lắm, năng ngôn thiện đạo, có tâm của Phật nhưng không có hạnh của Phật, thì suông rỗng, giả tạo cả. Cho nên Phật giáo trong xã hội hiện đại thua cả Cơ Đốc giáo, thua cả Thiên Chúa giáo, cũng thua luôn Hồi giáo. Vì sao? Vì người ta có hạnh. Quả thật là sự nghiệp từ thiện phúc lợi xã hội làm rất nhiều. Họ đang làm rất chăm chỉ. Chúng tôi đi thăm hỏi, không thể không bội phục. Hồi trẻ, tôi ở Đài Loan, lần đầu tham quan tu đạo viện Thomas của Thiên Chúa giáo. Nói thực tại, tôi bội phục đến năm dốc sát đất. Phật giáo dù kiểu gì cũng thua cả. Bất luận về phương diện nào cũng không cách gì sánh bằng. Khi ấy tôi lên dạy trong học viện của họ, nên mới có cơ hội đi tham quan, nhìn thấy tình trạng sinh hoạt của họ, ăn ở đi lại, những công khóa tu hành bình thường. Không thể không tán thán. Nếu cứ là không tán thán là không có lương tâm. Chỗ đáng để chúng ta học tập rất nhiều, rất nhiều. Chúng ta hiện nay ngay cả người hoan hỷ thuyết pháp, giáo hóa chúng sanh đều ít cả. Nếu muốn khiến tất cả chúng sanh được lợi ích, trước tiên mình được lợi ích Phật pháp thù thắng đã, rồi sau mới có thể giúp đỡ người khác.
Lại xem vị thứ bảy, tùng thứ bảy, kiên đàn thọ quan túc hành thần, đắc dĩ hương phong phổ giác nhất thiết đạo tràng chúng hội giải thoát môn. Ngài tu hành chứng quả từ pháp môn này. Chiên đàn là tốt nhất trong các hương, hương báo. Chúng sanh hiện đại chúng ta phước mỏng, cây chiên đàn này đại khái đã tìm không được. Khi Phật Đà tại thế thì có. Chúng tôi từng nghe Lão Hòa Thượng kể những câu chuyện này, kể là vào thời nhà Đường vẫn có. Cao tăng của Ấn Độ đi sang Trung Hoa có mang theo hương chiên đàn. Trong kinh Phật nói ngưu đầu chiên đàn. Hương này đốt một viên, đốt một chút chút, rất nhỏ thôi. Phủ đô bấy giờ là ở Trường An, trong phạm vi lớn 40 dặm thành Trường An như thế đều ngửi được mùi thơm này. Một chút xíu mà thơm ngát đến thế. Mùi thơm của nó có thể khiến chúng sanh trong phạm vi 40 dặm đều có thể ngửi được. Hương phong phổ giác nhất thiết đạo tràng chúng hội, nhân gian đắm mùi thơm này, tinh thần sảng khoái. Chỗ này là biểu pháp. Hương phong là gì? Đạo tràng trong Phật giáo sáng tối đều xướng tán, tán tụng. Mọi người đều rất quen thuộc, học tập qua giới định chân hương. Chân hương không phải cây chiên đàn, mà chân hương là giới định tuệ. Người chân tu giới định tuệ, tâm tỏa sáng, thân tỏa hương. Đó là thật chứ không phải giả đâu. Cần tu giới định tuệ thì thân này biến thành chiên đàn. Hồi trẻ tôi đến Hồng Kông để giảng kinh. Hồng Kông có một vài đồng tu nói với tôi, đều là vài lão cư sĩ. Nói đến hồi trước giải phóng, Lão Hòa Thượng Hư Dân đi đến Hồng Kông, đồng tu Hồng Kông vô cùng hoan nghênh, xây cho Ngài một tinh xá. Tinh xá này tôi đã đi tham quan. Lão Hòa Thượng ở không đến một tháng thì về Trung Hoa. Ngài nói đất Hồng Kông là thế giới phồn hoa, không thích hợp tu hành.
trở về Trung Hoa. Thời gian sống ở Hồng Kông, người đi lễ bái Lão Hòa Thượng rất đông. Lão Hòa Thượng quả thật đức cao vọng trọng. Họ phát hiện Lão Hòa Thượng cả năm mới xuống tóc một lần, một năm mới tắm giặt một lần, y phục trên người trước giờ không thay giặt. Y phục không giặt, cổ áo y phục bụi bẩn rất dày. Bụi bẩn rất nồng, rất sâu. Lão Hòa Thượng ngài không tắm gội, cũng không giặt giũ y phục. Nhưng y phục của ngài không cần lại gần, từ xa xa ngửi thấy y phục của ngài thân thể tỏa hương, là một mùi thanh hương. Sau khi ngửi có thể phấn chấn tinh thần, hương phong phổ giác nhất thiết đạo tràng chúng hội, đó là thật chứ không phải giả đâu. Chúng ta từ chuyện của hư lão thì sáng tỏ thì rõ ràng. Quý vị xem mấy vị thần túc hành phần trước, đó là gì? Hành đạo, mô phạm của tu hành. Thần túc hành là gương mẫu của người tu hành, mật thứ của người tu hành chúng ta. Ngài dùng âm thanh thuyết pháp, dùng hình tượng hóa chúng, vì đại chúng thọ lập gương mẫu tốt nhất. Ngôn giáo, thân giáo, ý giáo. Ý là niệm niệm chẳng quên. Tất cả chúng sanh, tâm tâm, mong cầu chúng sanh sớm một ngày phá mê khai ngộ, chuyển phàm thành thánh. Đó là tâm của các ngài. Cho nên ngôn âm của các ngài chúng ta có thể tưởng tượng được, nhất định là khuyên chúng ta tu hành, nhất định là khuyên chúng ta giữ giới, khuyên chúng ta đừng sợ khổ. Từng câu đều là lời răn dạy chúng ta, đó là gương mẫu tu hành. Chúng ta tin tưởng các ngài thuyết pháp không phải nói chuyện huyền diệu, không phải nói đại pháp cao sâu gì, mà hành trì thực tế, ăn nói cản gần,
hoàn toàn có thể làm trọn ở trong đời sống thường ngày của chúng ta. Giúp đỡ chúng ta có sự thành tựu ở ngay trong đời này. Đó là chúng ta từ thân phận địa vị của Ngài có thể suy đoán được điều Ngài nói cho chúng ta là loại pháp môn nào. Chúng ta ở trong pháp môn, tu học của mỗi một tôn thần túc hành cũng có thể biết sơ được một hai điều. Chúng ta không có trí tuệ lớn đến vậy, không có đạo hạnh rất sâu, chúng ta không tài nào lý giải hoàn toàn sự tu học của các ngài. Nhưng chỉ cần chân tâm chịu học, đọc rồi, nghe rồi, tóm lại có thể lãnh sơ lược một chút, là giúp chúng ta tu hành bây giờ rồi. Đó là điều chúng ta không thể không biết, không thể không học tập. Hương Phong được giảng trong đó, phần trước đã nói diệu âm, đã nói hóa hiện, đều là thọ lập gương mẫu mực thước tốt nhất, giác ngộ chúng sanh. Chúng sanh này là chúng sanh tu hành. Giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ cảnh giác. Công đức này vô lượng vô biên. Xin xem mười pháp thần túc hành, xem từ câu thứ 8. Liên Hoa Quang Minh túc hành thần, đắc nhất thiết mau khổng phóng quang minh, diễn di diệu pháp âm giải thoát môn. Đức hiệu của Bồ Tát Liên Hoa Quang Minh. Liên Hoa là biểu thanh tịnh, cũng biểu viên mãn. Tại sao Phật không dùng hoa khác để biểu pháp? Hoa sen cũng biểu cho nhân quả đồng thời. Quý vị xem hoa sen trong khi lớn chưa nở, trong nụ hoa đã có đài sen, trong đài sen đã có hạt sen, cho nên đó là đại biểu nhân quả đồng thời, không có trước sau. Nó không như những hoa khác. Những hoa khác là nở hoa trước, kết quả sau. Hoa sen là nhân quả đồng thời. Cho nên Phật dùng nó để biểu pháp. Ý nghĩa này rất sâu. Chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được nhân địa tâm,
vốn dĩ chính là quả địa giác. Trí tuệ như thế mới có thể hiện tiền. Chúng ta hiện giờ cũng phát tâm rồi, tại sao phát tâm không giác ngộ? Phật ở trong Kinh Lăng Nghiêm có một câu nói rất hay: nhân địa bất chân, quả chiêu du khúc. Chúng ta ngày nay là phát tâm. Phát tâm như thế nào? Nhân địa chẳng thật, cũng tức là phần trước nói tâm là phát rồi, nhưng hành không thể thực hiện, không thể làm trọn được thân thể lực hành. Đó chính là nhân địa bất chân rõ ràng. Đừng nói phát tâm gì khác, tịnh nghiệp tam phước là sư tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói tối sư phương tiện, lòng hiếu thuận của chúng ta đối với cha mẹ có sanh khởi không? Bất luận cha mẹ của bạn bây giờ còn sống hoặc giả là đã không còn nữa, có ý nghĩ hiếu kính này không? Có ý nghĩ này còn không được, còn phải có hành vi hiếu kính nữa. Chúng ta dùng hành vi như thế nào để báo đáp cha mẹ? Nhân chân, quả cũng chân. Môn khóa học, nhập môn tu hành trong Phật Pháp Đại Thừa, chính là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, là Đại Thừa nhập môn. Trong đó nói là điều gì? Hiểu thần tôn sư, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Các vị nghĩ xem Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện có phải giảng điều này không? Các vị nhìn xem Quang Mục Nữ, Bà La Môn Nữ dùng thân hành của mình biểu hiện ra hiếu tâm của nàng thế nào? Chúng ta đọc kỹ, nghĩ sâu như thế mới liễu giải câu mà Phật nói trong Kinh Lăng Nghiêm: nhân địa bất chân, quả chiêu du khúc. Chúng ta hoàn toàn không làm được. Không làm được, quên mất câu hiếu dưỡng cha mẹ. Có đâu? Dẫu vết trong lòng cũng không có luôn. Hoặc giả là có, nhưng ấn tượng hết sức nhạt nhòa. Có người nhắc lên thì có ấn tượng này, khi không có người nhắc thì quên sạch ráo.
Phụng sự sư trưởng thì càng không cần nói. Không thể tận hiếu với cha mẹ, làm sao có thể tôn trọng với sư trưởng? Tôn sư trọng đạo không có. Tôi nhớ hồi còn trẻ thơ, đại khái là 7-8 tuổi, tôi đã học tư thục mấy tháng, chắc là khoảng 3-4 tháng ở dưới quê. Ở tông từ họ Uyển, làng đông trong huyện nhỏ của chúng tôi, trường học ở bên trong từ đường đó, tư thục. Về sau đổi thành tiểu học. Có một hôm vào tư thục, cha tôi dẫn tôi đi theo, ấn tượng của tôi rất sâu sắc, còn mang quà tặng cúng dường lão sư. Vào học trước là hướng bài vị Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư của Khổng Lão Phu Tử, hành đại lễ ba lạy chín giái. Đại lễ gặp hoàng đế của triều Thanh. Cha tôi ở trước mặt, tôi theo ở phía sau, lạy Khổng Lão Phu Tử trước. Sau khi lạy xong, mời lão sư lên tòa. Cha tôi dắt theo tôi cũng lạy lão sư ba lạy chín giái, giống như lạy Khổng Lão Phu Tử. Sau khi lạy xong, lại dâng quà tặng lên. Đó là điều chúng tôi chính thức phải học. Cha mẹ dạy con cái tôn sư trọng đạo. Chúng tôi làm trẻ nhỏ, nhìn thấy cha mẹ tôn kính lão sư như thế, chúng tôi nào dám bất kính lão sư, nào dám không nghe lời lão sư dạy. Một cá nhân có thể dạy thành công là sự hợp tác kháng khích giữa gia trưởng với lão sư, làm nhiều loại thể hiện biểu diễn cho con cái xem, cho học sinh thấy. Họ là đang đóng kịch, chúng ta học tập theo. Ý nghĩa của giáo dục rất trọng. Về sau không có, về sau biến thành trường học thì không có lễ tiết này. Lòng tôn sư trọng đạo bị giảm sút lớn rồi. Bây giờ tuổi qua một giáp, chuyện tôi kể đại khái là chuyện 70 năm trước. Lại qua thời gian dài đến thế, bây giờ rơi vào nông nỗi thế nào?
cha không ra cha, con không ra con. Hồi trước tiên sinh phương Đông Mỹ nói với tôi, trường học bây giờ là gì? Tiên sinh chẳng giống tiên sinh, học sinh chẳng giống học sinh. Xã hội sao có thể không loạn? Chúng ta ngày nay đọc tụng kinh điển Đại Thừa, cảm khái rất sâu. Có thể giáo hóa chúng sanh thế nào? Trước hết mình phải có thể thanh tịnh quang minh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, nhân quả đồng thời. Tâm thanh tịnh là nhân, sanh trí tuệ là quả. Một phần thanh tịnh sanh một phần trí tuệ, mười phần thanh tịnh sanh mười phần trí tuệ. Các đồng học học giảng kinh, họ đều mong cầu mở trí tuệ. Trí tuệ mở từ đâu? Mở ra từ giới định. Bạn không thể nghiêm trì giới luật thì bạn không thể được tâm thanh tịnh. Định chính là tâm thanh tịnh. Trí tuệ của bạn đâu ra? Kinh đọc nhiều lắm, nghe nhiều lắm, đã xem chú giải của rất nhiều người rồi. Bạn cũng nói hay, giảng giỏi, nhưng không phải trí tuệ. Tại sao? Là điều của người khác, là ký dấn chi học. Nho gia nói bất túc dĩ di nhân sư, đó là thật. Sư là mẫu mực của đại chúng, là mô phạm của đại chúng, đều là từ trong tự tánh lưu lộ ra. Tánh đức lưu lộ, trí tuệ bát nhã trong tự tánh thấu ra bên ngoài, mới có thể làm mẫu mực, làm mô phạm vì chúng sanh. Do đó có thể biết, bất luận là hoằng pháp hoặc giả là hộ pháp, không làm thật không được. Cách làm ra sao? Phật dạy cho chúng ta làm, chúng ta nhất định noi theo, y giáo phụng hành. Phật dạy chúng ta điều không nên làm, chúng ta chắc chắn không thể vi phạm. Những chuyện này mặc dù Phật không thuyết minh chi tiết cho chúng ta, nhưng cương lĩnh đều nói ra cả. Giới luật là cương lĩnh, nắm được cương lĩnh thì chúng ta biết nên hạ thủ từ đâu. Chỗ quan trọng Phật đều đã nói kỹ. Quý vị xem
hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Đây là cương lĩnh. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện chính là nói kỹ. Từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, hai câu này là cương lĩnh. Trong Phật thuyết thập thiện nghiệp đạo kinh là nói kỹ. Nắm bắt cương lĩnh, lý giải tỷ hạnh, nhất nhất tuân thủ, y giáo phụng hành, như vậy mới có thể thành tựu. Thần túc hành nói lão thật là gương mẫu hoằng hộ chánh pháp, dẫn đạo chúng ta từ giả ác đạo, thực hành Phật đạo. Là những người nào? Là chính mình đây. Cho nên 19 loại thần chúng giảng trong kinh Hoa Nghiêm, các vị nghĩ xem có vị nào không phải chính mình? Tại sao nói chi tiết như vậy? Tập khí thoái xấu của chúng ta thực tại quá nhiều. Phật đích thực là miệng đắng lòng thương, không phiền nhọc mà lặp đi lặp lại dạy chúng ta. Ơn đức này thương cả cha mẹ. Chúng sanh mê hoặc, không biết cảm ơn, không biết ân đức của Phật Bồ Tát, ý nghĩ cảm ơn đương nhiên sẽ không sanh lên. Đọa lạc vào trong vô minh, phiền não, ác tập, không có sức tự cứu mình, chỉ có luân lạc, chỉ có chìm ngập xuống dưới. Phật Bồ Tát nhìn thấy, tự nhiên sanh lòng thương xót, muốn giúp đỡ nhưng lo không nổi. Giúp không nổi vẫn là giúp một lần thử xem sao. Có ai tình nguyện giang tay ra, Phật Bồ Tát bèn kéo họ lên. Phật Bồ Tát giang tay để giúp đỡ bạn, còn chính bạn không giơ tay ra thì Phật Bồ Tát không có cách nào. Bạn đọa vào trong biển khổ, người ta muốn cứu bạn mà bạn không chịu giơ tay ra. Chúng ta từ trong những tỷ dụ này cẩn thận mà thể hội. Pháp môn mà Ngài đã tu học là nhất thiết mau khổng phóng quang minh. Đó là nói thân giáo. Hiện thân thuyết pháp, diễn di diệu pháp âm, diễn là biểu diễn.
cũng có thể làm vị diễn thuyết giải. Chữ này là từ nước đôi. Từ nửa câu phần trước, nhất thiết mau khổng phóng quang minh là biểu diễn. Từ phần sau, diễn di diệu pháp âm là diễn thuyết. Thần giáo, ngôn giáo đều gồm thâu ở trong đó. Quá khứ quả thật nhất cử nhất động của lão sư giỏi, thiện tri thức đều là gương mẫu của học sinh, đều là mực thước của học sinh, biểu diễn cho học sinh thấy. Sư thuộc dạy học khác với trường học dạy học bây giờ. Sư thuộc là một lão sư. Đại khai dạy mười mấy học sinh, rất nhiều dạy không nổi. Bây giờ nói là chế độ lớp nhỏ. Mọi lúc, mọi nơi đều phải làm gương mẫu cho học sinh thấy. Điều này rất khó. Thì mới gọi là nhân sư. Vậy bạn làm người thế nào? Tâm thái đối với cha mẹ như thế nào? Tâm thái đối với anh chị em như thế nào? Tâm thái đối với họ hàng bè bạn như thế nào? Lão sư phải làm gương mẫu cho học sinh thấy. Không phải chỉ dạy bạn đọc sách, điều ấy rất dễ dàng. Dạy bạn làm người thế nào? Cho nên bạn ở trong trường học tư thục, bạn có thể tôn sư trọng đạo. Bạn hiểu được tôn kính lão sư thế nào? Bạn về nhà thì biết hiếu dưỡng cha mẹ. Thì biết yêu mến anh em. Người là học như vậy đấy. Không có gương mẫu thì chúng ta đến đâu học chứ? Chỉ dựa vào quyển sách thôi rất không dễ thể hội được. Hồi trẻ tôi học Kim giáo với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Lão cư sĩ nói với tôi biết bao lần, nhất định phải tìm một tấm gương học tập theo người này. Thầy không nói thầy, đó là lão nhân gia ngài khiêm hư. Thật ra thầy đã làm tấm gương tốt nhất cho chúng tôi. Thầy dạy tôi học Ấn Quang Đại Sư, lấy Ấn Quang Đại Sư làm gương. Ấn Quang Đại Sư khi ấy đã giảng sanh rồi. Chúng tôi làm sao học tập theo ngày ấy được? Văn sao của Ấn Quang Đại Sư còn. Bây giờ toàn tập của Đại Sư xuất bản, văn sao có 2 tập, 3 tập.
còn có liên quan đến hành trạng cả đời của Ấn Tổ. Có không ít đại đức xuất gia lẫn tại gia đều tuyển viết ra. Chúng tôi có thể từ trong văn tự biết về cuộc đời của đại sư, làm gương mẫu tốt. Mực thước tốt của chúng ta phương pháp tu hành của Liên Hoa Quang Minh Thần làm trọn như thế là tốt rồi. Lại xem tùng thứ 9 Di Diệu Quang Minh Túc Hành Thần đắc kỳ thân biến xuất chủng chủng quang minh dòng phổ chiếu diệu giải thoát môn. Di Diệu Quang Minh Thần cũng là xem trọng thân giáo, xem trọng biểu diễn hình tượng. Kỳ thân biến xuất chủng chủng quang minh vọng. Quang minh là đại tướng, vọng là sĩ tướng. Hay nói cách khác, chúng ta thường hay giảng là trong tự tánh vốn đủ trí tuệ viên mãn, trí tuệ bát nhã, đức năng viên mãn, vạn đức vạn năng, tướng hảo viên mãn, đều hiển lộ không sót trong thân tướng. Vậy chúng ta hãy nhìn Di Diệu Quang Minh Túc Hành Thần là thân phận gì? Đây chắc chắn là do chư Phật Như Lai thị hiện. Nếu không phải chư Phật Như Lai ứng hóa thì sao có thể? Chúng ta từ chỗ này thể hội được, cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mỗi vị thần chúng, mỗi vị thiên chúng, long chúng, A-tu-la chúng đều là do chư Phật Như Lai thị hiện. Thật sự là nên dùng thân nào đắc độ thì Ngài hiện thân nấy, nên dùng thần túc hành đắc độ liền hiện thần túc hành mà vì thuyết pháp. Không phải ý nghĩa này sao? Nếu không phải chư Phật Như Lai thì sao có sự thị hiện viên mãn như thế? Chúng ta phải hiểu được. Bây giờ chúng ta làm trọn thế nào? Hay nói cách khác, chúng ta nên làm sao để học tập? Di Diệu là chân thật, giả thì Di Diệu ở đâu ra? Có thật mới Di Diệu. Chân thật là gì? Chân tâm. Vọng tâm thì chẳng diệu. Chân tâm Di Diệu. Chúng ta hạ thủ từ đâu?
chúng ta hạ thủ từ chân thành. Giáo học của Nho gia, thành ý chánh tâm, hạ thủ từ đây. Phật pháp đại thừa, hạ thủ từ chí thành tâm, thâm tâm hồi hướng phát nguyện tâm. Quý vị xem chí thành tâm mà đại thừa giảng, thành ý mà Nho gia giảng, bất thành là gì đều không cần nói. Chúng ta ngày nay học Phật, tu hành, không ít năm, dùng biết bao thời gian, biết bao tinh thần, nhưng ngày nay rốt cuộc có thành tựu nào? Sáu căn vẫn là bị chuyển bởi ngoại cảnh, chính mình một mảy một phần cũng không làm chủ tể nổi. Cảnh giới nhỏ nhoi bên ngoài thổi rung là mình có cảm giác chịu không nổi rồi. Thất tình ngũ dục thì giống như cơn sóng, cứ theo cảnh giới bên ngoài, gió nổi bão to sóng lớn, cứ như vậy sao có thể thành tựu? Đại thánh đại hiền trong thế xuất thế gian, chúng ta quan sát kỹ lưỡng họ tu thế nào. Họ tu từ sự thành ý, thành ý chánh tâm, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chúng ta ngày nay không tài nào tu thân nổi, nguyên nhân nằm ở đâu? Tâm bất chánh, ý bất thành. Chúng ta rất muốn thành ý chánh tâm cũng không tài nào làm được. Nguyên nhân gì? Trước còn có điều kiện. Phần trước có cách vật trí trì, cách vật rồi sao trì chỉ, trì chỉ rồi sao thành ý. Cách vật là gì? Chính là nghiêm trì giới luật mà nhà Phật nói. Công phu thật sự làm nên từ chỗ này. Nghiêm trì giới luật mặc dù không phải vi diệu quang minh, nhưng nó là nhân của vi diệu quang minh. Trí trì là phá sở trì chướng, mà trong Phật pháp nói cách vật là phá phiền não chướng, mà trong nhà Phật nói. Sau đó tâm chí thành mới hiện tiền. Bạn còn có hai chướng thì chân tâm của bạn tuyệt đối sẽ không hiển tiền.
Chúng ta làm khởi từ đâu? Nhất định phải hạ thủ từ nghiêm trì giới luật, trì giới niệm Phật. Đó là chánh đạo Phật Pháp. Mà cổ đại đức dạy cho chúng ta. Đáng tiếc chúng ta không làm. Cho nên chúng ta ngày nay trở nên như thế nào? Không ra gì hết. Nhất cử nhất động đều không giống. Nhìn từ đâu? Nhìn từ trong đời sống. Nhìn từ trong xử sự đãi người tiếp vật của bạn. Không giống đâu. Vấn đề này nghiêm trọng, không phải chuyện nhỏ. Nhất là chúng xuất gia. Rắc rối càng lớn hơn. Chúng tại gia còn được một chút. Chúng xuất gia nếu không ra gì hết, không giống gì hết, thì quả báo là ở địa ngục A Tỳ. Bạn sẽ hỏi, tôi đâu có tội lỗi lớn đến thế. Chính bạn không biết, là bạn phá hoại hình tượng Phật giáo. Tội này nặng lắm đấy. Phá hoại hình tượng Phật giáo không phải là phá hòa hợp tăng sao? Phá hòa hợp tăng vào địa ngục A Tỳ. Hộ pháp thế nào? Phải hộ trì hình tượng của chúng ta. Hoằng pháp thế nào? Phải phô bày hình tượng của chúng ta. Thần túc hành đại đa số đều là dùng hình tượng để giáo hóa chúng sanh. Vi diệu quang minh thần, đặc biệt không thể nghĩ bàn. Đại tướng tế hạnh, đều soi khắp thế gian. Đại tướng là trì giới, tế hạnh là oai nghi. Câu nói này nếu chúng ta đem nó làm trọn trong sự tướng nói chủng chủng quang minh, chính là chủng chủng giới luật. Giọng chính là chủng chủng oai nghi. Điều thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước, họ trì tam quy cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Các vị nghĩ ngợi xem có phải là điều này không? Tam quy, chúng ta nghĩ ngợi xem, tam quy đó là nguyên tắc lớn nhất, cương lĩnh trong cương lĩnh. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư
ở trong đàn kinh nói với chúng ta, quy giác, quy chánh, quy tịnh. Ngài không nói Phật Pháp Tăng, Ngài nói giác chánh tịnh. Ban đầu tôi xem đến đàn kinh, khi ấy tôi vừa mới tiếp xúc Phật Pháp. Tiếp xúc Phật Pháp chính thức xem kinh, đó là bộ đầu tiên. Tôi xem Tiên Chú là của cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Tôi đọc đến đoạn này, tôi cảm giác vô cùng kinh ngạc. Thông thường quy Tam Bảo đều nói quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Tại sao lục tổ có cách nói này? Tôi đang nghĩ là lục tổ cách chúng ta hơn 1.300 năm. Đại khái vào thời ấy, truyền thọ tam quy, có thể có người hiểu sai ý nghĩa rồi. Không thể thật sự đạt được tam quy, không thể thật sự lãnh ngộ được. Cho nên Ngài dùng phương pháp này để nói. Cách nói như vậy ý nghĩa vô cùng rõ ràng, rất minh bạch. Đằng sau còn có chú rõ: Phật giả, giác giả, pháp giả, chánh giả, tăng giả, tịnh giả. Vốn dĩ giác chánh tịnh chính là nói Phật Pháp Tăng. Chúng ta biết quy, quy là trở về, y là nương tựa. Trở về từ đâu? Chiếu theo cách nói của Lục Tổ Đại Sư là trở về từ mê mà chẳng giác, quay đầu từ trong đó. Nương tựa gì? Nương giác mà chẳng mê. Thử hỏi xem chúng ta có làm được không? Nếu chúng ta không làm được thì điều quy y Phật này không có. Tam quy của bạn là hình thức, không có thực chất. Thiên Thai Đại Sư nói danh tự tam quy hữu danh vô thực, thì còn làm gì nữa? Quy y Phật rỗng tuếch rồi. Lại xem điều thứ hai, nhìn xem quy y Pháp có hay không. Lục tổ thuyết Pháp là chánh mà chẳng tà. Chúng ta quay đầu từ đâu? Từ tà mà chẳng chánh, từ tà tri tà kiến quay đầu. Nương chánh tri chánh kiến, đó là quy y Pháp. Phàm phu chúng ta khởi tâm động niệm, tư tưởng của chúng ta, kiến giải của chúng ta đều là tà tri tà kiến.
Có quay đầu từ trong đó không? Không hề. Từ sáng đến tối vẫn là suy nghĩ bậy bạ, vẫn cứ cho rằng ta nghĩ là đúng, ta thấy đúng đắn, không quay đầu. Chánh trì chánh kiến ở đâu? Ở trong kinh điển. Chính chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, chưa khai ngộ, cho nên trong quy tam bảo, Phật không tại thế, pháp bảo đệ nhất, quan trọng nhất. Chúng tôi ở trong nhiều buổi giảng khuyến khích đồng tu buông bỏ tập khí phiền não của mình, cũng tức là buông bỏ cách nghĩ, cách nhìn của mình, tùy thuận lời dạy trong kinh điển. Những điều được dạy trong kinh điển là chánh trì, chánh kiến. Chúng ta làm như thế là quy pháp thật sự. Còn hệ khởi tâm động niệm đều tùy thuận ý kiến của mình, là bạn chưa quy, bạn cũng chưa y. Điều quy y pháp cũng chưa có, cũng là giả chứ không phải là thật. Điều thứ ba, quy y tăng. Tăng giả tịnh giả, sáu căn thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Đó là tăng bảo. Chúng ta cần từ mọi nhiễm ô, nhiễm ô về tâm địa, nhiễm ô về tư tưởng, nhiễm ô về kiến giải, người thời nay nói là nhiễm ô về tinh thần, nhiễm ô về sinh lý, quay đầu lại nương tâm thanh tịnh, nương thân thanh tịnh. Đó là thật sự quy tăng bảo. Chúng ta chưa làm được, thân tâm vẫn là bị ngũ dục lục trần, tham sân si mạng ô nhiễm. Các vị nghĩ xem, ngay cả tam quy đều không thể làm được, thì đừng bàn tới cụ túc chúng giới. Thì phải làm sao? Có thể tu thập thiện nghiệp đạo cho tốt, thiện nhân người trời. Trong kinh Phật giảng thiện nam tử, thiện nữ nhân, hai câu nói này là có tiêu chuẩn, chứ không phải xưng bừa bãi. Chúng ta có thể xưng là thiện nam tử, thiện nữ nhân sau. Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam khứ có thể làm được, thì bạn là nhân thiên thiện, có thể xưng là thiện nam tử, thiện nữ nhân, là pháp nhân thiên trong ngũ thừa Phật pháp. Thật sự có thể làm được, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, tiểu thừa thiện. Cơ sở
được họ tu là Tu Đà Hoàng. Nếu làm được phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng Đại Thừa, khuyến tấn hành giả, đó là người Đại Thừa. Trong Đại Thừa xưng là thiện nam tử, thiện nữ nhân. 11 câu hết thảy có thể làm được. Thì trong Kinh Đại Thừa nói là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Thiện nam tử, thiện nữ nhân trong Kinh Tiểu Thừa nói là làm được hai điều đầu trong tịnh nghiệp tam phước. Thiện nam tử, thiện nữ nhân của nhân thiên làm được một điều, là điều đầu tiên trong tam phước. Tiêu chuẩn này rõ ràng, minh bạch lắm. Do đó có thể biết pháp môn mà Di Diệu Quang Minh Túc Hành Thần Ngài đã tu học là làm trọn tịnh nghiệp tam phước viên mãn. Cho nên thân này biến xuất chủng chủng quang minh vọng, soi khắp thế gian. Chúng ta không học thì sao được? Nên chăm chỉ nỗ lực để học tập. Cho nên Phật Pháp không phải làm thật thì chắc chắn không có thành tựu. Cả đời này chúng ta được thân người gặp Phật Pháp, có thể thành tựu không? Phải có đủ ba điều kiện: thiện căn, phước đức, nhân duyên. Chúng ta ngày nay ở trong ba điều kiện có nhân duyên, chúng ta gặp được Phật Pháp. Là có duyên phận. Gặp được Phật Pháp có thành tựu không? Vậy phải xem thiện căn, phước đức của bạn. Thiện căn là gì? Tôi nói rất cạn rõ. Tôi nói là năng tính, năng giải. Bạn thật sự chịu tin tưởng, bạn thật sự nghe hiểu, xem hiểu, nghe hiểu, thì đó là thiện căn. Nếu bạn học Phật bán tín bán nghi, bạn đọc kinh nghe giảng cũng không thể hoàn toàn lý giải. Thiện căn của bạn không đủ. Tuy có thiện căn, nhưng thiện căn quá mỏng, sức mạnh quá yếu, không thể nào chân tín, không thể chân chánh lý giải. Phước đức là gì? Phước đức là có thể làm trọn, là chịu làm thật. Phật dạy chúng ta hiếu dưỡng cha mẹ, làm thật ra đi. Vậy chúng ta tu hành 10 thiện nghiệp, làm thật, làm được từng điều. Làm không được thì thế nào? Nói được không làm được là không có phước đức. Cho nên Kinh A-di-đà nói hay lắm: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quốc, sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phải viên mãn đầy đủ ba điều kiện. Chúng ta chỉ có nhân duyên, còn thiện căn phước đức đều không đủ, thì không thể giảng sanh.
Nhưng nhân duyên quả thật quan hệ rất lớn. Hiển Đạo Đại Sư từng nói, Tây Phương Tịnh Độ bốn độ ba bậc chính phẩm, tóm lại ở gặp duyên khác nhau. Nếu duyên mà chúng ta gặp thù thắng, duyên sẽ giúp thiện căn và phước đức của chúng ta. Cũng tức là nói, chúng ta có thiện tri thức giỏi, đồng tham đạo hữu tốt, thường xuyên khích lệ chúng ta, thường hay khuyên nhủ chúng ta. Từ từ sẽ làm thật. Từ giả học Phật đến cuối cùng thì biến thành chân học Phật rồi. Duyên. Không có duyên, duyên phải dứt thì rất khó rồi. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.